Đây là khăn vấn đầu nhé, có những hình hoa văn cực kỳ là đẹp mắt, với bàn tay khéo léo của những người phụ nữ, người Dao đỏ thì mới tạo ra được những cái hình như này, tốn rất là nhiều thời gian. Chợ nào em cũng bán đây à? Vâng, chợ nào em cũng bán đây. Mỗi chợ thì trung bình bán được khoảng bao nhiêu bộ? Cái này nó bán lẻ lắm, lấy nguyên áo hoặc là nguyên khăn. À, có thể mình bán lẻ ra từng thứ được đúng không? Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay bạn Tàn lại có mặt tại chợ Thông Nguyên của huyện Hoàng Su Phi. Và đây chính là cầu Thông Nguyên các bạn nhé. Hiện tại đã là khoảng 8 giờ sáng. Tuy nhiên tôi thấy chợ ở đây còn khá là đông người. Bây giờ tôi sẽ di chuyển vào phía bên trong chợ để quay cho tất cả quý vị khán giả xem là chợ phiên của xã Thông Nguyên được diễn ra như thế nào. Bởi vì đây là một cái chợ có truyền thống rất là lâu đời và có những người dân đa số là người Dao đỏ và người Dao áo dài đến mua bán rất là đông. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng theo tôi vào trong chợ nhé. Thông Nguyên thì có cảnh rất là đẹp và đây cũng là một cái địa thế mà rất là thuận tiện cho việc phát triển du lịch của huyện Hoàng Su Phi. Đây, ngay phía đầu cầu có thể thấy là có rất là nhiều bà con đang buôn bán rất là nhiều mặt hàng. Đây có các cô người Dao. Vừa bữa mình hơi mái thôi anh Dũng á. Sao mà mái tôi giật nó mà xây vượt phương đi họ. Đây là các cô mua được rất là nhiều thứ rồi nhá. Bây giờ chợ cũng khá là muộn rồi. Còn phía bên này là các bác đang bán giấy bản để dùng cho lễ cúng của người Dao. Còn đây là cái con đường chính sẽ vào khu chợ. Có lẽ bây giờ khá là muộn rồi thì nhìn thấy bà con đang xách rất là nhiều đồ. Mọi người đã đi chợ và mua được những thứ mình cần và đang trên đường về rồi. Tuy nhiên chỗ này vẫn chưa đến chính thức trong chợ. Tôi thấy ở phía dưới kia vẫn còn khá là đông. Giờ tôi sẽ tiếp tục đi vào trong chợ, nhà chợ để xem là trong này có gì. À, đây có một cô bán rất là nhiều đồ thổ cẩm của người Dao. Người Dao bán hàng đấy. Vâng, rất là giỏi đấy nhà các cô bán hàng. Sáng giờ bán được nhiều chứ cô? Không được đâu mà, vừa đến đây đường xa lắm, về đến đây thì buồn lắm rồi, hồi từ trường tan hết rồi. Cô ở thôn nào? Thôn Hồ kia đây, xa đấy. À vâng, những cái này là hình như là, cháu thấy là giống như kiểu là cô dâu mới hay dùng những cái đồ này nhỉ, đỏ đỏ này này. Cái này là có một con thôi. À, cái đấy là điệu à? Cô dâu là cái này là phải. Vâng. Cái này là cái có một con, cái này là bố chỉ con đây. Vâng, cháu nhìn rất là lạ luôn. Cái này là cái điệu à? Điệu đây. Ồ nhỉ. Cái này cũng điệu. À, cái điệu này của dân tộc Dao. Ừ, đúng rồi. Cái này đó, nhìn nó khá là khác với những cái điệu của dân tộc khác. Cái này là dân tộc thì dùng cũng được, dân tộc này dân tộc thì cũng được. Cái này là người Dao. Vâng, nhìn nó tròn tròn, nhìn đẹp nhỉ. Có cái hình hoa văn thổ cẩm. Cái hình này là cô thêu à? Ừ. Cái này là gan, cái này là máy khâu. À, cái hình này này, hình thổ cẩm rất là đẹp nhá. Khéo tay lắm ấy, làm được như này đấy. Tuyệt vời luôn. Vâng ạ, chúc cô bán được nhiều hàng nhá. Vẫn còn đông người, chắc một lúc nữa sẽ có nhiều người mua. Đây, phía bên này bán rất là nhiều rau cỏ và hương.
như gặp người quen hay sao ấy, và xem có người quen xem có phải không nhỉ. Chào em. Hình như một người quen mà mình đã từng có một cái video clip quay ở chợ Xuân Minh. Đây là em Hà bán giấy nhá, hôm nay bán rất là nhanh, gần hết luôn rồi. Hôm nay là trời nắng, chỉ sợ anh đi một vòng chợ quay về là hết luôn rồi đấy. Đây là một cái cửa vào phía bên trong chợ. Đây tiếp tục gặp người quen các bạn ạ. Các cô chợ áo đi cho nên là đây cái cô liều bán thuốc nhé. Đây là cô mà hôm trước bán thuốc và hát dao ở chợ Xuân Minh. Hai chợ này nó gần nhau cho nên là đi là gặp người quen rất là nhiều. Nhưng mà có vẻ chợ này thì đông hơn so với các chợ khác. Đây là phía bên trong chợ và có rất là nhiều các cô bán hàng thổ cẩm và các loại sợi chỉ bông của người Dao để cho các cô các chị mang về trang trí thêu thùa. Chợ nào cũng có bán những cái đồ thổ cẩm này nhưng mà có vẻ chợ Thông Nguyên là nhiều nhất, bởi vì chợ Thông Nguyên chiếm đa số là người Dao đỏ và đặc biệt là các cô các chị ở Thông Nguyên thì buôn bán rất là giỏi. Đây có một cô gái rất là trẻ, rất là xinh, cũng đang bán các đồ trang phục của dân tộc Dao đỏ. Sáng đến giờ bán được nhiều cho em? Bình thường. Bán được bán hộ cô à? Vâng. Đây là có những cái áo của dân tộc Dao, áo nam và áo nữ đúng không? Đây là áo nam các bạn nhé. Rất là nhiều luôn. Chợ này thì khoảng mấy giờ tan em nhỉ? Khoảng 10 giờ mới tan nhỉ, khá là muộn. Một số chợ thì khoảng 9 giờ tan rồi. Rồi chúc em bán được nhiều hàng nhá. Chợ của Thông Nguyên thì rất là rộng, không nhỏ như cái chợ khác, bởi vì như tôi vừa nói là đây là một cái chợ có truyền thống rất là lâu dài rồi, mấy chục năm tồn tại, cho nên là khá là phát triển so với các chợ của các xã mới thành lập gần đây. Phía bên trong này là khu vực của quần áo. Rất là nhiều bà con người Dao đang mua áo. Phải nói là quần áo rất là nhiều. Mọi người đang chọn quần áo. Đây cô chủ rất là xinh đẹp, khoác trên mình bộ trang phục truyền thống của người Dao và bán những cái đồ thổ cẩm người Dao, chắc chắn là sẽ rất là đông khách. Không có khách nào. Tí nữa mới có.
giờ còn sớm mà, đi khách còn đi chợ đông đấy. Thế chỉ bán nguyên của đồ của nam thôi à? Đồ nữ đây. À có đồ nữ mà nhỉ? Đây là cái yếm này. Đấy, cái yếm này có cúc bạc đây nhá. Rất là đẹp. Bạc inox thôi. Inox giả bạc đúng không? À. Nếu mà bạc thì chỗ này rất là nhiều tiền đấy. Cái nhà em mà mới là phải con. Lại ni siêu gần con rồi. Cái nhà này đầu nó tôi chiên nhàn mau rồi. Nhàn mau á, sao nhàn kém. Nó hổ nhàn mau nhưng mà rủi cũng kém thì nhàn ngẻn hổ. À, thực ra là cái cúc bạc này thì chúng ta có thể sử dụng inox hoặc là bạc thật, nhưng mà bạc thật thì nó rất là đắt. Một cái bộ này nó có thể lên đấy vài triệu, 9-10 triệu, cho nên là để mà trang trí thì hiện tại có thể thay thế bằng chất liệu là inox, tuy nhiên là nó vẫn giữ được cái hình vẻ đẹp như là cúc bạc nhé. Thế bình thường như cái này thì bây giờ một cái áo dao thì bao nhiêu tiền, áo nam ấy? 600 à? Thế cái áo nữ? 800 rồi. Như thế là cũng hợp lý, bởi vì là tốn rất là nhiều cái công sức mới làm ra được một cái chiếc quần, chiếc áo của dân tộc Dao. Có thể mất vài tháng chờ mới xong một bộ, chứ không phải là dễ dàng gì. Cho nên cái giá đấy hoàn toàn là hợp lý so với công sức của các chị em bỏ ra. Đây này, bạn này là đang vừa bán hàng vừa tranh thủ khâu những cái chiếc áo để cho nó hoàn thiện. Ở đây là cái hình, hình đây gọi là hình gì nhỉ? Cái hình thổ cẩm này này. Hình cây thông đúng không? Là cây gì? Đây có thể gọi là hình cây thông. À đây, tôi đang nhầm cái mặt. Mặt này mới là mặt phải của nó nhé. Vừa rồi là mặt trái thôi. Đây, mặt phải chúng ta nhìn. Hình, đây là khăn vấn đầu nhé. Có những hình hoa văn cực kỳ là đẹp mắt. Với bàn tay khéo léo của những người phụ nữ, người Dao đỏ thì mới tạo ra được những cái hình như này. Tốn rất là nhiều thời gian. Chợ nào em cũng bán đây à? Vâng, chợ nào em cũng bán đây. Mỗi chợ thì trung bình bán được khoảng bao nhiêu bộ? Cái này nó bán lẻ lắm. Lấy nguyên áo hoặc là nguyên khăn. À, có thể mình bán lẻ ra từng thứ được đúng không? Cái số tiền bán được thì mình có thể là bán được. Còn nói chung là mỗi... 1 triệu, 2 triệu à, mỗi chợ 5 triệu, 6 triệu đồng. Đấy, nói chung là cũng bán được khá khá nhỉ? Mùa nào họ mua nhiều hơn, mùa đông à? À mùa đông chắc là cái mùa đám cưới các thứ, đúng không? Đấy thì à? À, thế là cũng rất là tuyệt vời rồi. Em là nhà ở Thông Nguyên luôn phải không? À đấy, thì từ ngày xưa thì cũng nghe nói là những người Dao đỏ Thông Nguyên thì rất là giỏi kinh doanh buôn bán, đặc biệt là những cái hàng truyền thống thổ cẩm như này. Nhà thì em không biết làm gì, chỉ biết làm những cái đồ mà mình tự làm ra bán. Và rất là giỏi rồi. Em bán hàng này mấy năm rồi? Em bán được 2 năm. 2 năm rồi à? Thôi chúc em sẽ bền vững với cái nghề này và ngày càng bán được nhiều hàng hơn. Và hy vọng là bạn bè ở mọi nơi biết đến Thông Nguyên thì hãy đến với chợ Thông Nguyên để lựa chọn cho mình những cái bộ trang phục rất là đẹp như thế này nhá. Rồi chào em nhá. Thôi bây giờ đi một vòng chợ về khá là đói rồi. Tôi đang bước chân vào trong một cái quán phở trông rất là nhiều thứ rất là ngon. Đây là bún tươi này. À, quán anh có bán những cái đồ gì ăn với bún nhỉ? Mực, tôm. À, tôm, mực. Có cả gà, gà này. Gà bò sốt vang. Khá là đa dạng. Thôi ở vùng cao thì ít khi được ăn đồ hải sản thì... Anh cho em một bát bún với mực xem nó như nào nhé. Ôi rất là tình cờ đến đây gặp mấy anh em toàn người quen. Chào mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ ngồi đây ăn uống với tất cả anh em ở Thông Nguyên luôn. Đây là cái
bát bún mà ông chủ vừa mang ra nhé. Một cái bún hải sản trông rất là hấp dẫn. Làm ạ. Đây các bạn ạ, đây là một cái bát bún mà có cả mực này, chả mực. Rồi là cả tôm luôn các bạn nhé. Lần đầu tiên được ăn một cái bát bún mà rất là độc lạ, toàn những cái đồ hải sản rất là ngon luôn. Có cả đậu phụ này, xứ Thanh Hóa. Đấy, thì các bạn thấy là khi các bạn đến Thông Nguyên thì các bạn rẽ vào ngay cái khu cổng trường cấp 2 nhé. Quán này tên là gì nhỉ? Mai Quy. À, quán này Mai Quy. Mai Quy à? Đấy, quán Mai Quy ở cổng trường cấp 2 chắc chắn rất là ngon các bạn ạ. Giờ tôi sẽ ngồi xuống đây để thưởng thức nhé. Mày nhá. Vâng, xin mời. Cắt cơn luôn nhá. Rồi, xin mời tất cả quý vị và các bạn phải nhà ăn sáng và bia về nghe chúng tôi nhá. Đây là một cái món bia rất là ngon ở Thông Nguyên. Ôi, cái luôn ạ. Ôi, em cắt cơn mà. Wow. Mai anh bảo bọn nó sản xuất đấy, bẩn dần nhẹ nhẹ, làm nhẹ nhẹ nó. Được khi mà em, anh em mình gặp nhau trước nhà em thì em chưa hẳn té như giờ nhỉ. Thì em là fan hâm mộ nó ăn mà. Thì lúc nào nó bảo em mày cường bảo mà đúng rồi, chú ruộng bậc thang em quay em mày đẹp đẹp thế này. Tí nữa là... đầu tiên mình sẽ thưởng thức thử một cái món mực nhá. Mực này có lẽ là mực ống. Mùi hương vị hải sản rất là đặc biệt, bởi vì vùng cao rất ít khi được ăn hải sản. Cho nên cảm giác rất là thơm ngon các bạn ạ. Và đây là bún tươi nhá. Bún tươi sản xuất tại Thông Nguyên luôn. Rất là mới, rất là ngon. Tiếp theo tôi sẽ ăn thử miếng tôm cho các bạn xem là cảm nhận nó ngon như nào nhá. Đây con tôm rất là to. Ngon lắm các bạn. Thật sự rất là tuyệt vời. Sau một cái buổi sáng đi lòng vòng ở chợ và cái bụng đang đói rất là cồn cào mà đến đây được thưởng thức những cái món như này thì hết ý luôn các bạn. Rất là ngon. Mà lại còn được nhâm nhi những cái cốc bia như này nữa thì cuộc đời không còn gì bằng các bạn. Thôi bây giờ tôi sẽ dừng video ở đây để tập trung vào việc ăn sập chợ Thông Nguyên đã nhá. Xin mời tất cả các bạn ăn sáng với Bàn Tàn nhá. Và các bạn nhớ bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho Bàn Tàn.